Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ai bà nói rằng gần bên Chúa, khi đứng ở trên này chia sẻ lời của Đức Chúa Trời, tôi nhìn thấy xuống dưới bà mẹ, mới đến hồi thấy lần đầu ôm đứa con. Đối với đứa con đang nằm ở trên người mẹ của nó đó, đối với nó đó, người mẹ, người cha quan trọng hơn hết thảy mọi sự xung quanh. Ở trong Kinh Thánh, lời của Chúa dạy có một câu nói rằng chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ, vì ta có phán với các ngươi rằng không để các ngươi mồ côi đâu, ta luôn ở cùng con. Chớ tham tiền, vì ta phán với các ngươi rằng ta luôn ở cùng các ngươi. Chớ tham tiền, lấy điều mình có làm đủ, hay là hãy thỏa mãn những gì mình đang có, bởi vì ta phán với các ngươi rằng ta ở cùng các ngươi, không bỏ các ngươi đâu. Cái câu Kinh Thánh đó cho chúng ta nhìn thấy một chân lý nào ở đây? Ai là người đã ít nhất một lần sờ vào đồng tiền, giơ tay tôi xem nào. Dạ, ít nhất một lần. Dạ. Hầu như từ nhỏ ai cũng đã sử dụng tiền, và ai cũng hiểu được rằng đồng tiền ứng với mọi sự. Có nghĩa là qua tiền mình mua bảo hiểm sức khỏe, qua tiền mình mua đồ ăn, mua nước uống, nộp tiền học phí, mua xe ô tô, có tiền mình mới đến được nhà thờ này. Và cái tiền đó, đồng tiền đó, nó liền với khúc ruột của mình. Cho nên nó dẫn tới chúng ta nghĩ rằng và hiểu rằng càng tích nhiều tiền thì càng bảo hiểm cho mình tốt hơn, càng an toàn hơn. Và từ cái hiểu đó, con người chúng ta bắt đầu muốn nhiều hơn, và từ cái nhiều hơn đó sinh ra sự tham tiền. Mà Kinh Thánh chép là sự tham tiền là cội rễ của mọi điều ác. Tiền bạc, bản chất của nó không phải là cội rễ của mọi điều ác, nhưng sự tham tiền là cội rễ của mọi điều ác. Tư bảo luận của các Mác nói rằng tiền bạc là cội rễ của điều ác, nhưng không phải. Kinh Thánh nói rằng sự tham tiền mới là cội rễ của mọi điều ác. Đồng tiền nó giúp cho con người biết được cái gì ở trong lòng. Người ta nói rằng khi biết một người ở trong lòng có cái gì thì cho anh ta tiền. Khi anh ta có tiền, lòng ước mơ mua ô tô là anh ta mua ô tô. Lòng mà anh ta đang muốn mua súng, có tiền là anh ta mua súng. Tiền bạc bộc lộ cái gì bên trong lòng. Người ta nói tiếp rằng khi muốn biết anh con người đó là ai, hãy cho anh ta quyền. Khi con người có quyền, lập tức bộc lộ bản chất của mình. Lời Chúa nói chớ tham tiền. Ô, ai có thể thoát được tội tham tiền trên đất này? Chúng ta trung thực với nhau năm mới. Ai tại đây cũng đã từng tham tiền, và có thể càng tiếp tục tham tiền. Thực sự chúng ta nói rằng nó quan trọng, nhưng mà bây giờ làm sao để thoát được tội tham tiền? Bởi vì mình biết rằng sự tham tiền làm đổ vỡ hôn nhân, sự tham tiền mất tình bạn, sự tham tiền bán nhân phẩm, sự tham tiền mất tính đàn ông. Vậy làm sao để thắng được tội tham tiền? Nhìn vào câu Kinh Thánh vừa rồi, chớ tham tiền. Chúa nói chúng ta chớ tham tiền, không phải Ngài nói với một điều mà chúng ta không thực hiện được. Chúng ta có thể thực hiện được điều đó, không phải bởi sức mình, bởi vì Ngài nói rằng bởi vì ta phán với ngươi không bỏ ngươi đâu. Đứa con đang nằm trong tay của mẹ nó đây này, mang được 6 tháng tuổi này. Bây giờ có ai đó đặt một cục tiền 1 triệu với mẹ nó trong lúc nó đói đó, mọi người biết nó bò tới với ai không? Là có ai đó tại đây sẽ bò tới 1 triệu. Còn riêng đối với nó đó, nó chạy tới với mẹ nó cơ. Bởi vì nó biết rằng chỉ có mẹ nó đó mới đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu của nó thôi. Mặc dù mẹ nó có thể không nhiều tiền 1 triệu, nhưng mà nó biết được rằng ở bên cạnh mẹ nó đã đáp ứng mọi nhu cầu. Chính vì vậy thì Thi Thiên 23 Chúa nói rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi không thiếu thốn gì. Không phải cứ người giàu là không thiếu đâu. Người giàu cũng khóc, bộ phim đến bây giờ vẫn chưa kết thúc. Người giàu không phải là không thiếu. Chỉ có ai mà có Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ mình thì mới không thiếu.
Đứa con này không thiếu, mặc dù mẹ nó có thể thiếu. Mẹ nó thiếu tiền, mẹ nó thiếu giấy tờ, mẹ nó thiếu đủ thứ. Nhưng mà đối với nó cứ có mẹ là có tất cả. Và Chúa nói rằng chỉ có thắng được tội tham tiền là khi có Ngài thôi. Bài hát gần bên Chúa để phác họa cho mình thấy rằng khi gần bên Ngài thì chúng ta thấy sự thỏa mãn. Tôi nói thật nhá, nếu không có Chúa ở trong lòng, đảm bảo kể cả tôi, không ai thỏa mãn được hết đấy. Có nói là thỏa mãn, nhưng khi vào phòng kín một mình, mở lòng mình ra đó, cái đó mới là sống thật. Mình thấy rằng có cái gì đó mà vẫn thiếu thiếu, có cái gì đó mà vẫn không ổn. Tôi đi tìm điều mà tôi không biết tìm cái gì, tôi đang cần điều mà tôi không biết cần gì. Chỉ đơn giản cần Chúa đấy. Chúa đang cần bước vào lòng của mình, quay sang người lân cận rằng chỉ có Chúa rồi mới thắng được tội tham tiền. Amen. Bài giảng ngày hôm nay chúng ta cùng nhau bật câu Kinh Thánh Cô-rinh-tô 2. Chúng ta cần lắm trong năm nay. Thế giới đang biến đổi nhiều lắm anh chị em. Chúa Giê-xu nói rằng các ngươi không biết chính xác lúc nào tuyết rơi, lúc nào mùa hè tới, nhưng qua biến đổi khí hậu có thể đoán được lúc nào mùa đông tới. Bàn cái ngày Chúa quay trở lại, không biết ai chính xác ngờ giờ và ngày, nhưng nhìn vào biểu đồ của thời sự thế giới, chúng ta đang biết rằng bạn đang sống vào thời kỳ cuối cùng rồi. Tôi và bạn đang sống vào thời kỳ cuối cùng rồi. 20 tháng 1 sắp tới, Tổng thống Mỹ sẽ nhậm chức đọc diễn văn. Và người ta nói rằng dự đoán rất nhiều điều không ngờ tới khi mối quan hệ của Mỹ-Nga kết hợp lại với nhau chống lại Trung Quốc. Biển Đông đang dậy sóng, khủng bố tại Berlin và trước Giáng sinh đang đưa tới một cái dấu hiệu rằng không có một chỗ nào trên đất này là nơi an toàn. Bắc Triều Tiên họ nghĩ rằng nó nằm ở xa. Khủng bố ở bên Pháp và Ý người ta nói rằng nó nằm ở xa. Rồi chiến trận tại Syria người ta nói rằng nó nằm ở xa. Chỉ có chúng tôi tại Đức này được an toàn. Và rất nhiều người Đức họ dường như cảm thấy đây là miếng đất an toàn nhất. Nhưng chỉ có ngày cách đây mấy tuần, ngày 19 tháng 12, vụ khủng bố bằng chiếc xe tải mà thần chết đó đã làm rúng động hơn 80 triệu người Đức. Họ biết được rằng họ đang ngồi trên một cái chảo lửa. Mọi người hiểu không ạ? Nếu ai đã từng xem bộ phim Titanic thì biết được rằng khi con tàu đụng phải tảng băng ngầm, xé rách cả một nửa khoang tàu đó. Người ta thông báo rằng tàu đã gặp tai nạn, khẩn trương chạy lên phía trên, đàn bà và trẻ con xuống thuyền trước. Có mấy người ở khoang giữa, họ nói rằng đang đùa đấy mà. Họ đang thử tập luyện tai nạn đấy, để tập luyện mình ngủ tiếp theo đấy. Họ vẫn nhảy múa và ăn hút. Tai nạn chuẩn bị tới nơi rồi, tàu chuẩn bị chìm rồi. Mà rất nhiều người nghĩ rằng con tàu này làm sao mà chìm được, trái đất này làm sao mà chìm được. Mọi người hiểu không ạ? Vừa rồi tôi nghe một bản tin thời sự nói rằng trong thời gian vừa rồi có khoảng 3 triệu km vuông băng ở Bắc Cực và Nam Cực đã tan. 3 triệu km vuông. Cái gì đấy? Dạ, 3 triệu km vuông. Và họ nói rằng con người làm cho nóng lên, rồi khí hậu càng ngày nó càng giảm, bầu ozone đang bị thủng. Nhưng mà 3 triệu km vuông của tảng băng đó nó bị tan. Khi mà ánh sáng mặt trời chiếu vào những tảng băng đó, nó phản xạ ngược lại ánh sáng đó, nó không để cho khí hậu ở trong trái đất này nóng. Nhưng bây giờ không còn 3 triệu km vuông nó nữa. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào trái đất, nó làm hun nóng trái đất lên. Người ta đang cố gắng đến năm 2030 không thể vượt quá thêm 2 độ nữa. Bạn ơi, bão lụt ở Quảng Bình, nó là một dấu hiệu của sự thay đổi toàn cầu khí hậu đó. Nó là sự báo hiệu của sự diệt chủng núi đồi tại Trường Sơn. Bởi vậy anh chị em ơi, chúng ta đang sống vào thịt cuối cùng rồi. Càng ngày như vậy chúng ta càng cần bám vào Chúa nhiều hơn. Amen. Dạ. Nào chúng ta cùng nhau bật câu Kinh Thánh lên để cho bạn nhìn thấy dù có khổ khó, dù có thất bại, dù có những điều mà tệ hại xảy ra với chúng ta, nó đã xảy ra hoặc là đang xảy ra trong khi bạn ngồi tại đây, nó vẫn chưa ra khỏi đầu của bạn. Bạn hay thức giấc giữa đêm không ngủ được bởi vì sự lo lắng tấn công bạn. Thì câu Kinh Thánh này hãy bật lên nào, Cô-rinh-tô 2 đoạn 5, chúng ta cùng nhìn lên màn hình này. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ
thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, và này mọi sự đều trở nên mới. Hallelujah. Ở đây năm mới, sứ điệp của năm mới muốn nói cho bạn và tôi biết rằng bạn là một tạo vật mới. Bạn và tôi có một Chúa mới. Trước đây Chúa cũ đó là Chúa về tiền, thần tiền làm chủ của mình. Thì đây lời Chúa nói rằng ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi và này mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta trong căn phòng này có một cháu nhỏ 6 tháng tuổi duy nhất. Thầy cho trong bài giảng tôi hay sử dụng hình ảnh của đứa con với cha mẹ, giống như chúng ta với Chúa vậy. Ở đây lời Chúa nói rằng nếu ai ở trong Đấng Christ, ai ở trong Ngài, đứa trẻ này nó đã ở trong bố mẹ nó trước đây. Và khi nó ở trong bố mẹ nó rồi và nó sinh ra thì trong nó có sự sống của bố mẹ nó, ở trong nó có máu của bố mẹ nó. Và lời Chúa nói rằng nếu ai ở trong Đấng Christ và chính Chúa Giêsu là sự sống, và khi bạn và tôi ở trong sự sống đó thì chúng ta được dựng nên một con người mới, không phải con người cũ ngày xưa tham lam, không phải con người cũ ngày xưa xấu nết. Thật ra có nhiều người tin Chúa xong họ mặt tươi trẻ hơn. Và không phải chỉ được dựng nên mới đâu, mà hết thảy mọi sự cũ của họ được qua. Có một triết gia Hy Lạp nói một câu hay như vậy này. Ông nói rằng không có một người nào cùng một lúc tắm hai lần ở dòng sông. Dòng sông nó chảy, và nó chảy thì mới là dòng sông sống. Bạn nhảy xuống dòng sông tắm, bạn đang tắm như vậy, 30 giây sau cái nước vừa tắm nó trôi đi mất rồi. Bạn đang tắm ở một cái nước mới. Mọi người hiểu tôi đang nói không ạ? À? Không có người nào ở trong sự sống mà lại là người cũ của ngày hôm qua cả. Tôi ngày hôm nay không phải là tôi của ngày hôm qua. Cái tôi của ngày hôm qua, các tế bào nó chết, nó đào thải ra qua ghét, qua mùi hôi, qua bài tiết rồi. Tôi là một con người mới ở trong Chúa, ở trong sự sống luôn luôn có phát triển, luôn luôn có đào thải cái cũ, luôn luôn có hủy diệt sự chết. Khi sự sống từ bên trong có mang tới chúng ta điều mới. Amen, amen. Bởi vậy cho nên chỉ có Chúa mới mang tới niềm vui thôi. Anh chị có mệt không? Là tôi có thể giảng thêm chút nữa, sau đó chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi. Tôi sẽ giảng thêm chút nữa cho chúng ta dự tiệc thánh với nhau. Hôm qua đã tra tấn anh chị em cả đêm rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe sứ điệp một chút nhá. Dạ. Bây giờ tôi lấy một thí dụ đặc biệt này để cho chúng ta nhìn thấy có sự sống mới, có Đấng Christ, ai ở trong Đấng Christ nó quan trọng như thế nào. Mỗi một chúng ta cân nặng bao nhiêu nhân với 10 hay là nhân với 9,8 nào, thì bằng trọng lượng của trái đất hút mình xuống phía dưới. Cái đây 100 năm trước, loài người không ai có thể bay được như chim, bởi vì nó có một quy luật hút vào trọng tâm của trái đất, dính với trái đất này. Mặc dù trái đất quay với tốc độ như vậy mà chúng ta đi vẫn dính với trái đất, bởi vì có lực hút chúng ta vào trọng tâm của trái đất. Nhưng rồi 100 năm trước người ta mới phát hiện ra máy bay bay. Họ phát hiện ra loại động cơ bằng than và hơi nước. Và khi có một động cơ từ bên trong, người ta gọi là phản lực, thì cái pháo hoa hôm qua đó, khi bạn đốt, nó nổ, phum, nó bay ra khỏi trái đất và nó nổ bung ở trên trời kìa. Vì nó có một cái lực ở bên trong là gọi là phản lực. Nó nổ phía dưới và nó bật cái cục đó lên phía trên. Và lên trên kia nó bay lên, nó nổ phía trên. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Thật ra để mà thắng được lực hút của trái đất bao nhiêu thế kỷ, thì bắt buộc ở trong một vật đó phải có một cái loại phản lực mạnh hơn lực hút của trái đất. Bởi vậy trên con tàu vũ trụ và tên lửa nó bắn ra khỏi trái đất với một tốc độ lớn như vậy, vì nó có một cái lực nội từ bên trong phản lực mạnh hơn. Bao nhiêu thế kỷ sự chết luôn cầm buộc loài người, ai cũng phải chết, ai cũng nằm trong hầm mộ. Nhưng rồi có một ngày Chúa Giêsu xuống trần gian, Ngài chết thay tội chúng ta và Ngài sống lại từ cõi chết. Hãy nhắc lại cùng tôi từ sống lại từ cõi chết. Và khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc của mình, thì Đấng sống lại đó ở đâu mọi người biết không? Ở trong chúng ta. Và sức sống lại của Ngài đó chính là phản lực mạnh hơn quy luật của sự chết, để mà đào thải cái chết và cái cũ đó. Anh chị em ơi, hãy để cho cái sức mạnh từ bên trong đó
nó nổ, bạn sẽ bật ra khỏi sự chết và tội lỗi. Amen. Bởi vậy cho nên lời Chúa nói rằng nếu ai ở trong sự sống, nếu ai có sự sống để đấng Christ sống lại từ cõi chết ở trong lòng và ở trong đấng đó, thì người đó được dựng nên mới, những sự cũ không ràng buộc chúng ta nữa. Có rất nhiều tội, ví dụ như tôi chửi bậy nói tục, khi có Chúa rồi bỗng nhiên không còn chửi bậy nói tục nữa, không còn đi lang thang nữa. Tại sao có những đứa con của các vị ngồi tại đây không còn nghiện ngập xì ke ma túy nữa? Bởi vì khi nó nhận đấng Christ thì sự cũ đã qua đi, và năm nay mọi sự đều trở nên mới. Hallelujah. Amen. Dạ, lấy ví dụ nữa. Hôm qua hay là trong đêm Tết, bạn rán nem cho chồng ăn. Mùi áo của bạn đầy mùi nem. Bạn tắm xong hay sơ mi lại khoác cái áo vào đi, người ta vẫn có mùi nem. Cho tới khi bạn phải cởi cái áo cũ đó ra. Mọi người hiểu không ạ? Tắm xong rồi đừng mặc cái cũ nữa. Hãy vứt cái áo có mùi nem ra. Và khi bạn vứt cái áo có mùi nem thì người ta không còn ngửi cái mùi nem ở trong cái áo cũ của bạn nữa. Thế cho Chúa nói rằng ai ở trong đấng Christ năm nay này, ai ở trong đấng Christ, người đó đã dựng nên mới rồi, không cần phải mặc cái áo cũ nữa. Sự cũ đã qua đi, sự đau khổ đó đã qua đi. Và lúc đó người xung quanh mới nhận biết được sự mới. Không thể có cái mới mà lại vẫn khoác cái cũ vào được. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Công thánh tiếp theo, Ê-sai 60 năm 2017, lời Chúa nói mỗi chúng ta này, và cả hội thánh của Chúa tại đây, cả những con người tại Cua Thèn, cả những con người tại Leipzig, cả những con người tại Nôi Brandenburg đang ngồi tại đây, hết thảy chúng ta cùng nhau nhìn thấy câu kinh thánh của năm 2017 này. Hãy dấy lên, giống như những quả pháo ngày hôm qua đó. Con trai tôi mang về, nó nói rằng còn 20 quả pháo chưa đốt. Quả pháo vẫn nằm đó, nhưng người ta không hề nhìn thấy chức năng của nó. Còn mấy chục quả pháo trước đó nó đốt, người ta đã nhìn thấy pháo nổ. Cái đó gọi là mấy quả pháo đó đã dấy lên, nó đã dấy lên, mọi người đã nhìn thấy nó phát sáng trên bầu trời. Thật ra hơn những quả pháo ngồi tại đây, đã đến lúc chúng ta cần phải dấy lên và sáng lòe ra pháo hoa đấy. Mình ở tại Viện Bảo tàng Quân đội Việt Nam tại Hà Nội, nó giống như hệt mình đã từng nổ ở trong miền Nam. Ở bên trong nó đều có thuốc nổ, nhưng một cái gọi là mình tịt, mà rất nhiều người ngồi trên mình tịt đã chụp ảnh kỷ niệm. Còn những quả mìn mà ở trong chiến trận nổ tung, người ta sợ mìn đó đấy. Và cái quả mìn đã nổ tung rồi, mang lại chiến tích đó, nó gọi là dấy lên và nổ, thì sức mạnh bên trong mới có. Đứng ở bên trong cần phải được bộc lộ ra bên ngoài khi chúng ta nổ. Tiếp theo, đấy không phải khủng bố nha, nghe cho cẩn thận, không nghĩ rằng tôi đang kêu gọi sự khủng bố. Tiếp theo này, vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Này sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân. Xong Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏa rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng của ngươi. Trong cuộc sống chúng ta có một cái mặt trời và một cái mặt trăng. Mặt trăng hiền dịu và chúng ta thường nhìn mặt trăng, ngắm mặt trăng. Nhưng mà mặt trăng không tự nhiên phát sáng, nó đón nhận ánh sáng từ mặt trời. Điều mà mắt thường không nhìn được vào mặt trời, bạn có thể nhìn thấy mặt trăng là ánh sáng từ mặt trời phản chiếu. Và lời Chúa nói rằng các ngươi giống như mặt trăng vậy, không tự phát sáng, nhưng Đức Giê-hô-va đã dấy lên trên ngươi, vinh quang của Ngài tỏa rạng lên trên ngươi. Vậy cho nên khi nhận được sự vinh quang của Ngài, chúng ta bỏ cái cũ đi thì mới phát được sự sáng của Ngài, giống như mặt trăng vậy, chiếu sự sáng mặt trời cho người ta nhìn thấy. Rồi tiếp theo, các dân tộc khi nhìn thấy sự sáng đó sẽ đến với sự sáng của ngươi. Các vua, không phải chỉ là những người bình thường, mà các vua sẽ đến, đó là năm nay đó, các vua sẽ đến trên nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Đi tiếp nào, câu số 4, câu số 5. Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi và nhìn xem, họ nhóm lại hết thảy và đến cùng ngươi. Hãy nhắc lại với tôi, nhóm lại hết thảy.
Tôi nhớ lại có một lần đến nhóm tại Sokol ở bên Nga. Tôi đến muộn, và khi đến nơi đó thấy cái nhóm tế bào đang bên trong hát ca ngợi Chúa. Có một chị cầm cái bát cơm ở hành lang đó, đang ghé tai vào cái lỗ của cái cửa đã nghe bên trong họ hát cái gì, cầm cái bát, cầm cái thìa, đứa con thì chạy ở hành lang. Tôi lại gần nói: chào chị. Chị ngước lên thấy tôi, phát hiện ra chị đang nghe trộm. Thế anh ạ, bảo chị có chuyện gì đấy? Cái bọn trong này nó hát hay lắm anh ạ. Thì tôi bảo: thế mời chị vào. Bảo: không, bọn này là bọn đạo, nó chỉ dành cho nhau thôi, còn mình không cho vào đâu. Tôi mới nói rằng: không, đây là nhóm tế bào, tôi là mục sư của họ mà, mời chị vào. À, thế anh là mục sư à? Chị cầm bát cơm chị bỏ chạy. Tôi đi vào bên trong, thấy họ hát xong rồi, bắt đầu họ kết thúc hát, họ quỳ gối: Chúa ơi, hãy đưa người tới với chúng con. Chúa ơi, hãy đưa họ tới với chúng con. Tôi để cho họ cầu nguyện xong, khi họ amen xong thì tôi nói: anh chị em ơi, trong khi chúng ta đóng cửa cầu nguyện xin Chúa đưa họ tới, thì họ đang dình ở ngoài cửa để nghe trộm chúng ta đây này. Họ nhóm nhau lại để đợi chúng ta mời họ vào, mà chúng ta đóng cửa hát ở bên trong này. Họ đang nói rằng chúng ta đang cản họ, không đến với họ, không đến với chúng ta. Họ đã nói như vậy để của chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, hãy đưa họ tới. Còn họ ngoài kêu la lên: ông trời ơi, hãy đưa cái bọn ở trong nhà ra với tôi. Thật ra ở đây lời Chúa nói rằng họ nhóm lại hết thảy để đợi chúng ta, và sau đó đến cùng chúng ta, khi chúng ta đến cùng họ, đến nói với họ, đến gặp gỡ họ, hay gọi điện thoại cho những người họ đã đến Giáng sinh, hay gọi điện thoại cho những người họ đã đến Tết vừa rồi, hay gọi điện thoại cho những người mỗi ngày Chủ nhật tới đây chăm sóc họ. Amen. Không một người nào, một ai đã làm hết thảy mọi việc được, mà hết thảy mỗi chúng ta cùng nhau làm việc. Tiếp theo: con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi được bồng ẵm trong cánh tay. Bây giờ ngươi sẽ thấy và được trói sáng, lòng ngươi vừa rung động vừa nở nang, vì sự dư dật dưới biển sẽ trở đến cùng ngươi, sự giàu có các nước sẽ đến với ngươi. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Tôi thấy hai tháng cuối hội thánh chúng ta bắt đầu dấu hiệu của sự dư dật. Dường như khi lòng người ta mở thì ví người ta mở, khi lòng bị đóng, khi ai đó ép, khi ai đó đập, ai đó đánh, ai đó thúc, thì lòng họ đóng lại, giống như con ốc sên đó. Mọi người biết con ốc sên không? Nó bò khi được an toàn, khi ai đó gõ nhẹ vào cái vỏ đó, nó rụt lại, chui từ bên trong để nó bảo vệ. Thật ra khi mà được tự do trong suy nghĩ và quyết định, họ bắt đầu chui ra và bò. Lòng được cảm động, Chúa phải ban phước. Khi lòng được cảm động, hôn nhân được ban phước. Khi lòng được tự do, mọi cái được tự do. Và cảm ơn Chúa, Kinh Thánh chép rằng sự dư dật sẽ tới. Amen. Amen. Và câu Kinh Thánh cuối cùng này, Ê-sai 60 câu 22. Đây là câu cuối cùng để chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Bật lên, bật câu Kinh Thánh hộ mục sư nữa. Ê-sai câu 22. Ê-sai 60 câu 22 vừa bật lên rồi đấy. Câu Kinh Thánh còn vừa bật đấy. Ok. Ai là người ngồi tại đây nghĩ rằng mình rất là nhỏ và hèn mọn, giơ tay tôi xem nào. Là hết thảy chúng ta cùng nhau giống như vậy. Là nếu ai đó nghĩ rằng tôi là người lớn, thì sẽ có lúc Chúa sẽ chỉ cho bạn biết ngươi còn thiếu một điều. Nhớ câu chuyện người thanh niên trai trẻ làm quan giàu có không? Đến rằng tôi đạo đức lắm, cái gì tôi có làm từ nhỏ rồi. Chúa nói rằng ngươi còn thiếu một điều. Không ai 10 phân vẹn 10 đâu. Nếu bạn nghĩ rằng bạn là kẻ rất nhỏ, thì lời hứa của Chúa nói rằng kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên 1000, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ của nó. Không phải là làm bất ngờ, mà có kỳ định của Ngài. Đọc lại nhé. Kẻ rất nhỏ trong vòng cò nên 1000. Kẻ hèn yếu, mà cái từ rất đừng bỏ quên. Kẻ rất, thế nào là rất? Rất có nghĩa là cực. Cực có nghĩa là gì? Là quá. Kẻ quá nhỏ, kẻ quá hèn yếu, luôn nghĩ rằng mình hèn yếu không làm được gì, thì Chúa ban ơn cho những kẻ khiêm nhường đó. Kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Sẽ không có kẻ nào trong thời gian tới nhìn vào chúng ta và nói rằng đây là toàn bọn hèn yếu không có tài năng, đây toàn bọn nghèo không có tiền bạc, không có khả năng. Không, chúng ta nghèo trước mặt Chúa, nhưng Chúa sẽ ban cho ta sự giàu có. Chúng ta hạ mình không tài năng trước mặt Chúa, Ngài sẽ ban ơn cho mỗi chúng ta. Amen. Và Chúa
lấy mình này, Chúa nói rằng ta. Chúa nói rằng ta. Ngài khẳng định ta là ai, không phải là một cá nhân tại đây. Ngài nói rằng ta có danh là Đức Giê-hô-va. Giê-hô-va có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời thành tín. Ta, Đức Chúa Trời thành tín, sẽ nôn nả, không phải là chậm chạp, sẽ nôn nả làm cái điều mà các vị đã nghe từ phía trên, nhưng ở trong kỳ của nó. Bây giờ bạn nhìn thấy ở ngoài ruộng tại đất này chưa thấy lúa mì bật mầm, nhưng nó có kỳ vì đã có kỳ gieo rồi. Mấy tháng nữa sẽ có kỳ bật mầm và kỳ gặt. Anh chị em ơi, có thể hội thánh đang trong thời kỳ mùa đông, có thể cuộc sống của bạn về tài chính đang trong thời kỳ mùa đông, có thể hôn nhân của bạn đang trong thời kỳ mùa đông, nhưng hãy ủ ấp những hạt mầm đó, đợi ánh nắng mặt trời xuất hiện, nó sẽ nảy mầm anh chị em. Năm nay 2017 là năm nảy mầm, là năm mà kỳ thuận tiện đã tới rồi anh chị em. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy nè. Chúng ta cùng nhau đọc đồng thanh câu kinh thánh Ê-sai 60 câu 22. Đây là câu kinh thánh mà vào tháng 10 năm 2007 tôi đang sống ở cái nhà tại Lichtenberg. Một buổi sáng nọ đang cầu nguyện cho hội thánh tại Berlin, Chúa nhắc tôi kinh thánh này. Tôi lập tức gọi điện thoại cho ba trưởng lão và thông báo rằng có một lời hứa cho hội thánh Berlin. Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên 1.000 người, kẻ rất hèn yếu trở nên một dân mạnh. Và Chúa, đầu tiên Ngài phải làm để cho mỗi chúng ta nhận thức rằng chúng ta rất nhỏ chứ không phải là kẻ lớn. Mỗi chúng ta nhận thức rằng chúng ta hèn yếu trước mặt Ngài chứ không phải là bàn tay ta làm nên tất cả. Chúa sẽ giúp chúng ta nhận biết được bản thân mình trước, để mà biết trông cậy vào Ngài. Rồi sau đó, khi nhận biết rồi, chúng ta mới dám dâng mình trong bàn tay của Ngài để Ngài điều khiển. Và lúc đó Ngài nói rằng ta Đức Giê-hô-va sẽ sử dụng những phương tiện này này, những công cụ đang đứng tại đây này, khi những công cụ này nhận biết rằng mình yếu, mình nhỏ, để làm việc lớn. Đúng kỳ của nó. Amen. Kỳ của nó là khi chúng ta đỗ xong tốt nghiệp, khi chúng ta thi xong, Ngài kiểm tra lại tính cách của chúng ta. Khi bạn cầu nguyện, Chúa ơi, hãy cho con đức tin lớn, Ngài sẽ đưa thử thách khó khăn tới. Chúa ơi, hãy cho con sự nhịn nhục, Ngài sẽ đưa những điều mà dở tới để cho bạn. Nó định la hét như vậy. Chúa nói, vừa xin nhịn nhục mà. Bạn nói rằng, Chúa hãy dẹp hết kẻ ác ra để con có sự nhịn nhục. Chúa nói rằng, không, ta không dẹp hết kẻ ác, ta ban cho người sự khôn ngoan và tình yêu để người vượt qua những chặng đường đó. Ta không giúp người dẹp những khó khăn, ta ban sức để cho các người vượt qua khó khăn. Chúa ơi, con tàu con muốn đến bến bờ bình tĩnh, hãy dẹp bão. Không, bão chắc chắn sẽ xảy ra, ta giúp cho các người sức mạnh để vượt qua bão tới bến bờ. Amen. Thời gian đến tin Chúa đừng mơ hồ để cuộc sống dễ hơn. Bạn đến tin Chúa để nhận quyền năng, vì cuộc sống này tránh đâu cho hết gió, tránh đâu mà không gặp bão, chỗ nào cũng có bão hết anh chị em. Vấn đề nằm ở chỗ là có những lúc chúng ta không có sức mạnh để vượt bão. Ở trong Chúa, trong Đấng Christ, bạn sẽ nhận được sức mạnh để vượt bão. Amen. Nào, chúng ta hãy đến với Chúa cầu nguyện. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì năm này. Hãy đến với Chúa cầu nguyện, cảm tạ Chúa anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài vì có Ngài. Hallelujah. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.